Chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn là mấy cây lan của mình đây các bạn. Đây là cái khu vực mình trồng lan, nó nằm ở phía sau. Ở phía trước mình thường quay phim livestream với các bạn là nằm ở phía trước. Ở phía trước thì cái không gian nó rộng hơn, thành ra mình cái góc độ quay nó chuẩn hơn. Cái phía sau do nó chật hẹp đó các bạn, và đồng thời cái mặt trời nó mọc đó. Thành ra tôi cố gắng, tôi cũng tranh thủ tôi quay sớm sớm tại chút mặt trời nó mọc lên cái là không quay được. Các bạn thân mến thì bước chân vô nghề chơi lan các bạn, mê lắm. Đây là một số cái chậu lan, cái lan cát này của một anh bạn, anh biếu tôi nay là cũng được là 5-6 tháng gì rồi đó. Hồi đó thì anh biếu tôi là anh biếu một chục tép như thế này đây, một chục tép cát. Mà cát thì anh biếu anh cũng trồng sẵn, anh trồng sẵn cho mình, giờ anh đem về cho mình chăm. Thì sau một thời gian tôi chăm các bạn, hôm nay thì nó ra được mấy cái măng này các bạn thấy không? Nó ra được cây con nè, ra măng này. Phải nói là chơi lan thì nó đòi hỏi các bạn cái tính kiên nhẫn, kiên trì. Nếu mà các bạn mà chơi bonsai rồi, thành thục rồi mà các bạn bước sang cái lĩnh vực chơi lan thì các bạn sẽ thấy là chơi lan với chơi bonsai là hai cái thế giới nó hoàn toàn nó khác nhau. Từ cái cách chăm sóc cho đến cái cách trồng nó cũng khác nhau, và cái sự kiên nhẫn khi mà mình chơi cây bonsai, cây lan nó cũng khác. Bởi vì nếu mà các bạn mà chơi lan thì các bạn sẽ tập được cái tính kiên nhẫn rất là tốt các bạn ha. Bởi vì cái lan lâu lớn lắm các bạn, nó chậm lớn kinh khủng, và khi mình trồng nó mình không có chôn cái rễ nó xuống sâu xuống khoảng 3-4 phân, cũng như là mình chơi cây bonsai mà mình chơi cây lan bao giờ cũng vậy, cái rễ nó nổi lên. Lúc đầu tôi mới chơi tôi nhìn thấy cái rễ nó trong, cái rễ nó trong vên như thế thì mình thấy có cái vẻ gì đó, cái cây thiếu ớt, để thấy là mình lại phủ rêu lên. Nhưng mà các bạn biết không, khi mà các bạn phủ rêu lên đó thì cái lan của các bạn nó chưa ra rễ á thì nó sẽ ẩm quá thì nó dễ bị úng lắm, là cây lan nó như vậy các bạn. Đồng thời thì cây lan nói chung là nó có cái ưu điểm là cây lan nó gọn nhẹ, và đồng thời cái không gian chơi cây nó cũng gọn, và cái chậu nó nhẹ, các bạn có thể di chuyển đi dễ dàng. Khi mà càng ngày càng lớn tuổi rồi tôi lại có cái xu hướng tôi chơi những cái dòng cây nhỏ, hoặc chơi những cái dòng cây gì nó nhẹ nhàng cho mình dễ di chuyển. Dưới cái khu vườn này thì vài ngày nữa tôi sẽ cải tạo lại, mình làm cho cao ráo lên cho nó bài bản chút xíu, cho nó dai dáng cái vườn lan chút xíu, rồi lúc đó tôi sẽ quay video, tôi quay tổng thể chia sẻ cùng các bạn. Thì hôm nay mình cũng muốn chia sẻ một số giống mà anh bạn mình ảnh biếu cho mình có kết quả như thế này ha các bạn ha. Cái dòng lan cát này các bạn, cái bông nó đẹp lắm, bông nó bự chà bá luôn, bự bằng cái chén vậy nè các bạn thấy không. Rễ nó nổi thế này mà nó đã nhảy, nó ra măng nè, nó nhảy con nè. Cái anh ấy cho tôi đây tất cả là 10 tép, mà hôm nay nó lên được bao nhiêu để tôi cho các bạn xem ha. Nó lên đếm coi lên để các bạn thấy tốt không các bạn. Thì vào mùa mưa gió nhiều rồi các bạn chú ý ha, bởi vì nếu mà mình tưới nước nhiều nó cũng dễ bị úng do trời mưa nhiều quá. Và đồng thời mà các bạn mà bón phân, mà có nhiều bạn mà sốt ruột á, bón nhiều cái vitamin nhiều quá, phân nhiều quá thì cây nó mập, nó tốt, nó khỏe thật, nhưng mà mùa mưa nó dễ úng. Thì tôi mùa mưa này tôi sẽ hạn chế, tôi sẽ tưới nước, đồng thời tôi phun cái thuốc diệt nấm á, cái cốc tâm lâm diệt nấm, và đồng thời phun cái thuốc trừ sâu rầy thôi. Chứ còn phân bón thì tôi cho ăn một chút phân dê như thế này là đủ rồi. Đây là mẫu thứ nhất đó các bạn, rất đáng yêu ha. Đây các bạn nè, đây nè, cái lan thứ nhất rất là khỏe khoắn nè. Mình đặt vô cái chỗ này các bạn biết không, chùm lan ở thành phố á, lan ở thành phố thì các bạn có thể là chơi thì nó có đặt ở những cái nơi nào mà nó có gió đó các bạn, nó gió thì cây nó phát triển tốt. Và đồng thời các bạn lưu ý ha, nó thường có chuột lắm ở phố, nhà phố mà. Thì khi cái lan của mình nó ra những cái rễ non á, cái nó phát ra cái mùi hương, nó dẫn dụ chuột đến nó phá. Thành ra các bạn trồng lan thì các bạn phải để những cái nơi mình chú ý để mình để đừng để cho chuột nó lên nó phá được. Là các bạn cây này đây hay là ha, cứng lắm các bạn, cái lá nó rất là dày luôn nè, nó ra măng là thấy cưng không các bạn. Không biết có tên gì ở đây, không biết đó. Nhưng mình hy vọng nó là lan đẹp, tại vì anh bạn ấy ảnh là dân là chuyên nghiệp mà các bạn, ảnh là dân mà chuyên về lan ấy, thì ra những cái lan nào mà đã lọt vào mắt xanh của anh ta thì tất nhiên là những cái dòng lan nó đẹp rồi.
Thì thông thường những cái dòng lan cát này nè các bạn, lan cát này là cây nào mà cái các bạn nhìn thấy cái lá nó mà sậm sậm màu á, thì cái bông nó thường thường nó sẽ ra là màu tím hoặc màu đỏ ha. Còn cái lá mà nó, những cái lá cây mà nó vàng như thế này, nó không có sậm màu á, nó sáng như thế này, thì thường thường nó là màu vàng hay màu trắng các bạn ha. Thì mình chỉ biết, mình chỉ đoán vậy thôi, chứ thật ra thì mình cũng không biết chắc, hay chờ cho nó nở bông xong rồi mình mới biết được. Đây là cái chỗ này là nó không phải là nó bị nóng đâu, cái chỗ này do tôi để về nắng hầu từ lúc tôi mới đem về á, thì cái khu vườn mình á, cái khu vườn phía sau mình khí hậu nó không có phù hợp, thành ra nó bị cháy nắng. Nhưng mà từ từ nó quen là giờ nó hết rồi các bạn. Cây trồng cây lan các bạn nên là trồng cây lan có những nơi có chỗ mà có ánh sáng ha, có nắng thì cây lan của các bạn cái lá nó mới dày, nó cứng và đồng thời nó mới chỗ bông. Nếu mà các bạn mà trồng cây lan mà những nơi mà mát á, thiếu nắng á, cây lan nó dễ bị bệnh, chứ nó không ít có bông đâu các bạn. Đây được mấy chậu rồi, để sắp về dài đây, ba chậu. Đây chậu thứ tư, các bạn thấy cưng không, là ra măng này các bạn, rất là tốt luôn ha. Đây chuẩn bị nó cũng nhú nè. Khi nào nó nở bông thì mình chụp hình cái bông nó, cái mình search lên trên Google á, thì đến đó người ta cũng sẽ cho mình biết cái tên của nó. Hiện tại giờ chỉ biết nó chỉ là dòng cát thôi. Đây tôi cho các bạn xem 4 cây ha, 1 2 3 4. Đây cây thứ năm, các bạn thấy không, nó cũng có măng nè. 5 cây. Cây thứ sáu đây. Thứ sáu đây các bạn thấy không, cũng có măng rất là cưng luôn này. Toàn bộ dòng cát này trái lá này nó trái chút xíu. Cây thứ sáu. Cây thứ bảy nó cũng phát triển tốt vậy. Như vậy là vị chi là anh ta cho tôi là tất cả là 10 tép. Mình trồng sau 5 tháng thì nó lên được 7 tép, nó phát triển được 7 cây. Như vậy là tỷ lệ sống cũng 70%. Bước đầu như vậy là mình thấy nó cũng là khá khả quan rồi các bạn ha. Rồi, tôi tiếp tục tôi chia sẻ với các bạn. Đây là cái cây này. Thì các bạn còn nhớ đây là cây hoàng lạp nè. Cây hoàng lạp thì cây này hai vợ chồng anh bạn anh đến nhà tôi, anh biếu tôi cái chậu hoàng lạp. Cây hoàng lạp lúc anh biếu là một cái chậu lớn thì chắc là anh trồng lâu năm rồi, tới nó lên rất là rậm luôn, rậm nó đang kín luôn. Và hôm nay tôi tách hoàng lạp ra để tôi trồng, tại vì cái chậu nó trồng nó nhiều quá rồi, chứ nó già cỗi rồi các bạn. Mình tách ra thì nó hy vọng nó sẽ lên cây mới. Thì hoàng lạp tôi anh cho một chậu thì mình tách ra cũng được 1 2 2 4, tách ra được 4 chậu các bạn, 4 chậu. Còn ở đây cây này các bạn ha. Đây cây này là các bạn thấy không, cây này là cây ngọc điểm, là cái đai châu nè. À, thấy rất cưng không, đai châu ha. Đá này vàng. Cái đai châu này thì mình mua ở đường ở chợ Lan đường Thành Thái các bạn, cuối đường Thành Thái khu quận 10 á. Thì các bạn thấy không, cái đai châu này, cái loại đai châu này thì nó là dòng lan rừng, nó sẽ nở bông vào cái dịp Noel á. Noel là trời lạnh, là nở bông vào cái dịp Tết Tây, nó nở rất là nhiều luôn. Thành ra nó có tên khác gọi là cây nghinh xuân. Thì cái nhỏ này nè, hồi đó tôi mua là cây nhỏ này thì cách tôi mua cũng khoảng chừng có tầm 3 tháng nay thôi. Cây nhỏ này thì họ bán là 200.000 một ký. Còn những cái dòng lăn lớn như đây nè, cây lớn như thế này thì họ bán 300.000 ký. Mà cái dòng đai châu này dễ lên đó các bạn mua về. Nhưng các bạn mua thì các bạn lưu ý hay nhìn thấy nó có rễ, người ta cắt rễ sát vô cái thân cũng không sao, có cái gốc là được rồi, cây nó có gốc chứ đừng có cắt ngang cái ngọn non. Về các bạn cứ cột, các bạn treo lên, cột ngược lên vậy nè, các bạn treo lên rồi xong rồi cứ mỗi để nơi thoáng mát, cứ mỗi ngày các bạn tưới cho nó hai lần, sáng lần, trưa chiều lần, thì tưới trong vòng khoảng chừng 2 tháng đến 3 tháng là bắt đầu nó sẽ nhú nè, nó sẽ nhú những cái rễ này lên. Khi mà nó nhú những cái rễ lên thì các bạn đem vô, các bạn chiết ra chậu, tôi cũng được mấy chậu rồi các bạn thấy không. Đây các bạn thấy không, cây này nó lên rất là khỏe luôn nè các bạn. Các bạn thấy cái rễ nó cưng không, rễ cưng đó. Đây rễ rất là cưng rồi ha, nè rễ nó mập khỏe nè các bạn. Đây châu nó sống rất là khỏe luôn đó các bạn thấy không, cái rễ nó bự chà bá luôn, giống như là cái bự bằng cái cổ bằng cơm của mình đó các bạn. Khi mà mua lúc đó thì mình mua mình chơi này, mình chưa có kinh nghiệm, mình lựa đai châu. Khi mà các bạn lựa đai châu hay là những cái dòng mà thân mà đơn thân như thế này nè ha, đơn thân mà để gió như thế này, thì khi mà các bạn chọn thì các bạn lưu ý, các bạn nên chọn những cái lá của nó đều mà từ ở dưới gốc lên trên luôn, nó đều không có lá úa,
và nó không có cái lá bị gãy như thế này. Tại vì lúc đó thì mình cũng chưa có kinh nghiệm lắm, rồi sau này tụi mình đã có kinh nghiệm rồi. Bởi vì những cái lá nó gãy như thế này thì nó không có phục hồi được, nó lên phần cao nó làm mất giá trị của cây lan. Cây lan nó đẹp á, là cái lá nó phải đều ha. Cái lá nó phải đều, nhưng mà cây này cứng các bạn thấy không? Ù má, rễ nè các bạn. À, bên đây nè, bên đây rễ nè các bạn thấy không? Nhưng mà được cái cây này nó rất là khỏe luôn. À, rất là khỏe ha. Cây đai châu này, đai châu của Thái. À, lúc này hàng Thái nó nhiều, thành ra nó có, nó cũng ngang giá với cái đai châu rừng. À, đấy các bạn thấy không? Nè, nè cái loại này họ bán, như là hôm đó tôi mua cái loại này, họ bán 250-300 gì, cái loại lớn á, hồi lớn 250-300 gì ký. Còn mấy cái loại nhỏ nhỏ đó, nhỏ nhỏ như cây này nè. Cây này thì họ bán bó, một bó khoảng 5-6 cây họ bán 50 ngàn thôi, cái rẻ luôn. À, các bạn mua về các bạn trồng, các bạn thấy hôm nay nó bò lên thế này đã lắm các bạn. Rồi, các bạn thấy rất là cưng, rất cưng luôn. À, đồng thời nếu mà các bạn mà chơi lan rừng, tôi có chậu lan rừng ở góc đây đó, mình dớm lên cho mình thấy. Các bạn thấy cái đây trâu nè, cái đây trâu lực lưỡng nè các bạn, u kỳ nè các bạn, đây trâu lực lưỡng các bạn thấy. Trâu ha, đầm lầy á các bạn, rất là lực lưỡng nè. Còn là cây bên đây, cây bên đây là cây lan rừng. Cây này là cây cây báo hỷ. Khi mà các bạn mua lan rừng các bạn chơi á, nếu mà các bạn mà ngại sợ nó chết á, mình chưa có quen để mình thuần lan á, thì các bạn mua cái hàng bản như thế này đây. Cái hàng bản là người ta cưa thành nguyên một cái khúc á, cưa thành nguyên cái khúc đem về cái mình treo lên là nó tiếp tục nó phát triển thôi. À, các bạn muốn làm tác phẩm thì các bạn có thể đưa nó vô cái chậu, xong mình chèn thêm ít vỏ thông vô, rồi mình trồng làm tác phẩm mình chơi. À, dưới cái lan về á, thì họ bán ký lan, bây giờ nó trung bình một ký khoảng chừng 200 ngàn thôi, giống lan gì bình thường 200 ngàn tầm đó. Lan nào mà bèo lắm là khoảng 180-150 tùy theo mình ngã giá họ. Thì các bạn mua cái lan về á, thì cái tỷ lệ hao hụt của nó nhiều lắm. Người ta trồng quen rồi á, thì người ta tỷ lệ hao hụt nó ít, nói chung mà cũng có, không phải là ai trồng cũng sống hết 100%. Dưới cái lan này thì nó chấp sống 100% nè, cái lan này nè, lan bản này thì nó sống 100%, tại vì họ cưa nguyên khúc cây mà. Còn cái lan về á, lan về nhất là lan về mà nó rời ra đó các bạn, họ xé từ trên thân cây ra đó, thì các bạn đem về các bạn trồng thì cái tỷ lệ sống nó không cao. Thì cái vấn đề tuy rằng nó rẻ nhưng mà bù qua sức lại hao hụt, tôi thấy cũng như vậy. Nhưng mà cái lan bản này các bạn mua cũng khó mua lắm. Nếu mà lan bản là các bạn muốn mua thì các bạn lên trên mạng thì họ có bán, mình săn lùng mình mua trên mạng. Còn nếu mà các bạn mua ở khu vực Thành Thái á, cái hàng lan bản này khi có khi không, nhiều lúc các bạn đi các bạn không có mà mua. Các bạn lan bản này trồng thì chắc chắn nó sống 100% ha. Thì nhưng mà chơi lan á thì hai cái dòng lan rừng mà nó người ta thường chơi, bởi vì nó sẽ nở vào cái dịp Tết, nhưng mà Tết Tây thôi nha. Còn Tết Ta là hên xui, là những cây nào nó nở muộn á, bởi vì Tết Ta mình nó sau Tết Tây tầm tháng, thành ra những cây nào nó nở muộn thì cái Tết Tây nó Tết Ta mình mới có lan mình chơi. Chứ thông thường người ta sẽ áp dụng học kỹ thuật, người ta dùng cái cách người ta kích. Khi mà các bạn chơi quen rồi các bạn sẽ học cách kích để cho nó nở, thành ra các bạn thấy vào những cái mùa Tết á, ở trong viên tao đàn hay những cái hội hoa xuân, người ta vẫn trưng bày một số cái dòng lan rừng mà họ ép cho nó nở vào dịp Tết. Chứ thông thường các bạn chơi dòng lan kinh công nghiệp á, thì nó dễ nở lắm. Cái lan công nghiệp á, thì nó nở quanh năm, giống như cái lan cát là bạn, lan cát thì nó nở quanh năm, khi mà nó đủ tuổi rồi á, thì nó tự động nó nở thôi. Còn dưới cái lan rừng á, thì nó phải nở theo mùa. Còn nếu mà chúng ta mà ép vào dịp Tết á, cũng là lan rừng, thì các bạn chơi cái dòng lan kiều á, tỉ tiên thì các bạn sẽ ép vào ra dịp Tết ha. Đó các bạn, đó thì cái lan rừng thì nó có nhiều chủng loại. Thông thường á, thì nó sẽ nở vào dịp tháng 4 và dịp tháng 8 đó. Rồi Tết thì thường chỉ có hàng nghinh xuân với hàng báo hỷ là nó nở vào dịp Tết thôi. Ít có bông nào nó nở vào dịp Tết đó, chứ thông thường nó nở vào tháng 4 là nhiều, đầu mùa mưa nó nở bông nhiều, và một số là nó chuyển vào mùa này, mùa tháng 8, tháng 8, tháng 9 là bắt đầu là tiếp tục nó nở nữa. Rồi ở đây tôi cũng có Linh quên nhắc với mấy bạn, quên chia sẻ với mấy bạn, xin lỗi, quên chia sẻ với các bạn là anh cho tôi một chục cái tép cắt ra da, rồi tiếp tục anh lại cho tôi tiếp là hai cái chậu lan, hai cái giò lan này, lan phi điệp, anh này phi điệp này, cái dòng này năm cánh trắng phú thọ nè các bạn. Cái dòng cây này nó giang bóng một thời,
Ngày xưa là cây này rất là đắt tiền luôn, cái giò như thế này là cả một gia tài, nhưng mà bây giờ thì cây này nó rất là rẻ luôn, nó phù hợp với cái giới chơi cây, giới chơi lan. Nếu mà các bạn mua mà cái dòng Thùy Điệp này á, một chậu nó lên khoảng chừng 2 tép như thế này, hai cây như thế này, thì họ bán mình cái tầm khoảng hơn 100 ngàn thôi, nó cũng rẻ lắm các bạn. Rồi các bạn là tha hồ mà lựa chọn. Tôi nghĩ đây là thời điểm cho mấy bạn mà thích chơi lan, để các bạn thu tầm cho dễ hơn, bởi vì khi mà lan nó lên cơn sốt rồi là giới lao động thì không bao giờ mà rớ vô nổi đâu các bạn ha. Thì giống như là hôm đợt cái bùng nổ cái đợt lan á, thì dân lao động cũng đua theo bằng mấy ông lớn, ông ăn hết rồi tới chừng mấy ông lẹt đẹt nó theo sau, kiếm được chút tiền gom lan, cái bắt đầu đem về nhà cái cả một gia tài, cứ mong là đổi đời nhờ cây lan, rốt cuộc là cây lan nó phá sản, số lan nó đem cho bò ăn, cái làm gì cho hết giờ nó như vậy các bạn. Còn tôi thì tôi chơi lan là tôi chơi theo vấn đề là đam mê thôi, thành ra là mình không có quan tâm đến vấn đề là cái nó chạy theo cái giá cơn sốt thị trường. Những cái dòng lan nào đắt giá thì mình không chơi, mình chỉ chơi những cái dòng lan nào nó bình thường, mình thấy cái bông nó đẹp, đồng thời nó dễ chăm, phù hợp với mình. Tôi thì đang thuần lan rừng, lan rừng để mình thử thách cái tính kiên nhẫn của mình. Ở đây tôi có quế nè, quế nó nằm ở góc này các bạn, nó nằm ở góc bên đây, quế nè, xong rồi cây dòng hoàng thảo nè, xong rồi sóc lào nè, sóc đỏ, sóc tím, đuôi tròn, cáo, cá lả, như lan kiều, tôi phái kiều á, kiều tôi sưu tầm đủ bộ luôn, kiều mới gà, kiều vuông, kiều tím, kiều trắng, tôi sưu tầm một dọc đây luôn nè, tôi trồng rất là nhiều dọc đây, để mình khi mình cải tạo cái vườn lại làm cho nó cao ráo lên, lúc đó mình sẽ quy hoạch là mình trồng lan, bởi vì tôi cũng muốn làm cho cái vườn này cho nó đàng hoàng chứ, mà tại vì tôi đang mình đang thăm dò đó các bạn, đang thăm dò thử coi khi mà mình trồng lan mình cảm thấy nó phù hợp với mình, chứ nó phù hợp với cái thổ dưỡng nên mình chăm sóc cây lan nó phát triển tốt, và lúc đó tôi sẽ quy hoạch cái khu vườn này lại, làm cao lên thôi chứ không có cái gì ha các bạn ha, không có cái gì mà lớn lao lắm. Và đồng thời mình cũng có trồng một số cái dòng lan công nghiệp để cho cái khu vườn của mình nó lúc nào nó cũng có bông hoa ha. Lan thì lan công nghiệp thì nó có dendro nè, dendro nắng nè, dendro nắng giữ rẻ, trầu giữ rẻ chứ cho không mấy ông ơi, tha hồ mà mua, hoặc là chơi chơi cái dòng mà này nó dướng như quá cái này dướng này chơi cái dòng này cái dòng hồ điệp rừng nè, đây hồ điệp rừng nè các bạn, hồ điệp rừng tối nay cũng có bông chơi hồ điệp rừng này, hồ điệp rừng lan này lan nhánh này nó bị úng nè, tôi cắt xử lý cái này thôi. Mùa mưa các bạn theo dõi ha, các bạn thấy lá nó bị úng á, thì các bạn phải cắt bỏ liền, các bạn mà không cắt nó bắt đầu nó lại lây sang cái nhánh khác á. Tôi sáng bữa nào tôi cũng xăm soi, tôi theo dõi nó để tôi có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời, tôi thế tôi bỏ đi. Các bạn thấy không, nó úng như thế này nè, úng như thế này là các bạn mà không một các bạn cắt á, các bạn cắt ra các bạn xịt thuốc diệt khuẩn lên đó, nó úng rồi nó thối nó lan ra nè đó. Giờ mình thấy sáng sớm vừa chăm sóc lan vừa theo dõi nó, cây nào nó úng thì mình sẽ cắt mình bỏ đi, đủ thứ hết trơn. Tôi nói không cái gì tôi cũng thích hết trơn mấy ông ơi, đủ thứ nghề, đủ thứ đồ chơi hết trơn các bạn ha. Cây này sẽ vài ngày nữa nó sẽ nở bông, giờ nó có cái ngồng hoa rồi mập dễ sợ hơn ha, cho nó ăn hương dê không ha. Chứ tôi có thuốc B1 và tôi uống phun. Giờ cái mùa mưa này mà phun mà cây nó mập quá đó, nó mập quá thì nó tốt quá thì nó cũng dễ bị úng lắm. Mùa này cho nó còi cọc chút xíu vậy mà nó bền cây. Rồi hôm nay mình cũng giới thiệu với các bạn như là chia sẻ sau một thời gian mình chăm sóc, mình trải nghiệm thử, mình thấy cây lan nó phát triển rất là tốt. Với cái mô hình này thứ này thì mình cũng sẽ nhân rộng lên, mình sẽ làm thành cải tạo thành cái khu vực này để mình trồng lan. Hồi trước thì chơi bonsai, về sau chơi lan, tất cả chơi thì chơi những cái dòng cây nhỏ nhỏ thôi, những dòng cây bự quá thì chơi không được rồi, bự quá khô ha. Thôi đến đây tôi phải nói lời chia tay với các bạn rồi. Chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian quý báu để xem cái clip này. Nếu các bạn thấy clip phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần người làm clip. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để nhận được từ kênh những video mới nhất các bạn. Bye bye, hẹn ngày tái nạn. Các bạn thấy không, tôi trồng nè,
tá lả trơn ở khu vực này. Từ 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 mình sẽ quy hoạch lại các bạn. Đây, văn bản rộng cho các bạn. Nè, bên đây nè, đang rừng mình đang nuôi đây, đang nuôi tá lả đủ thứ hết trơn.